Tin Indonesia, một vị linh mục công giáo được vinh danh vì những đóng góp cho quân đội. Cha Joseph Marie Marcel Bintoro, mang hàm trung tá quân đội, được Chaya Suprana, nhà sáng lập bảo tàng kỷ lục Indonesia, trao chứng nhận đặc biệt công nhận thành tựu của Ngài hôm 15 tháng 4 ở Jakarta. Ngài được công nhận là vị linh mục đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự và được vinh danh vì những đóng góp của Ngài cho quân đội Cha Joseph Bintoro chia sẻ, Thành tựu này không chỉ cho tôi mà còn là sự công nhận giáo hội công giáo và học viện quân sự. Cha Bintoro, 51 tuổi, thuộc biên chế lực lượng không quân Indonesia. Ngài là tuyên úy và là giảng viên học viện quân sự ở Magellan, trung tâm Java. Ngài được thụ phong lên mục vào năm 1996. Một năm sau đó, Ngài gia nhập học viện quân sự, và trở thành tuyên úy quân đội. Cha Bintoro cũng đồng thời coi sóc giáo sứ Thánh Michael tại căn cứ không quân Arisuchipto ở Yogyakarta. Suprana nói sau khi trao phần thưởng cho cha rằng chúng tôi vinh danh Cha Bintoro vì ngài là linh mục Công giáo đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Cha Bintoro nói hy vọng thành quả ngài đạt được sẽ là nguồn cảm hứng cho người Indonesia đặc biệt là các bạn trẻ công giáo chịu dấn thân phục vụ cho hòa bình